Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần hướng dẫn các em giải sách giải tích 12 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là một bài thuộc chương thứ 2, hàm số lũy thừa, mẫu và logarit. Bài ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu đến cho các em đó là bài logarit. Như vậy mục tiêu quan trọng của chúng ta ngày hôm nay là phải hiểu logarit là gì và logarit sinh ra từ đâu. Chúng ta cùng nhau đến với bài học. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những phép toán quan trọng có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, đó là phép toán logarit. Định nghĩa và ví dụ. Trước tiên, ta có những lưu ý sau về lũy thừa của cơ số A. Cho số A dương, với mỗi số thật alpha tùy ý, ta luôn xác định được lũy thừa A mũ alpha. Đó là nhờ bài 1, bài 2 ha. Hơn nữa, ta có A mũ alpha luôn là một số dương. Lũy thừa luôn là một số dương. Nếu a bằng 1 thì a mũ alpha bằng 1 mũ alpha bằng 1, một mũ mấy cũng bằng 1 với mũ alpha. Nếu a lớn hơn 1, a mũ alpha bé hơn a mũ beta khi và chỉ khi alpha bé hơn beta. Như vậy cơ số mà lớn hơn 1 thì dấu bất phương trình sẽ giữ nguyên. Được không? Nếu a lớn hơn 0, bé hơn 1 thì a mũ alpha sẽ bé hơn a mũ beta khi và chỉ khi alpha lớn beta. Khi a lớn hơn 0, bé hơn 1 thì dấu bất phương trình sẽ đảo đảo chiều. Bé thành lớn, lớn thành bé, được không? Cơ số mình chỉ quan tâm cho nó tình huống là nó dương thôi. Được không? Cơ số dương. Từ đó suy ra nếu a lớn hơn 0 và khác 1 thì a mũ alpha bằng p mũ beta khi và chỉ khi alpha bằng beta. Nhớ là cơ số phải khác khác một nhé. Ngược lại ta thừa nhận rằng khi a là một số dương khác một thì với mỗi số b để có một số a, có một số alpha để a mũ alpha bằng b, thừa nhận là luôn có a mũ alpha bằng bằng b. Theo lưu ý ở trên, số p đó là duy nhất, từ đó ta có định nghĩa sau. Rồi định nghĩa một. Cho A là một số dương khác 1, B là một số dương. Số thật alpha để A mũ alpha bằng B được gọi là logarit cơ số A của B và ký hiệu là log là ký hiệu cho logarit cơ số A của B, tức là logarit cơ số A của B bằng alpha tương đương với A mũ alpha bằng B. Rồi, nó còn đang rất là mơ hồ. Rồi, thầy ví dụ cho bạn dễ thấy hơn. Ví dụ chúng ta có x bình mà bằng 4, được không? X bình bằng 4 thì chúng ta dễ dàng suy ra được x bằng cộng trừ 2, được không? X bình mà bằng 9 thì suy ra được x bằng cộng trừ 3, được không? Rồi ví dụ x bình bằng 5 thì vẫn có một cái số bình lên bằng bằng 5, được không? Nhưng mà số nó là lẻ thì người ta sẽ ký hiệu nó lại là x sẽ bằng cộng trừ căn 5. Được không? Như vậy cộng trừ căn 5 chúng ta đã biết ở năm lớp 9 rồi, hoặc là năm lớp 7 rồi, nó là một cái ký hiệu để khi mà nó bình phương lên nó sẽ bằng số số 5. Được không? Đây là bài toán lũy thừa nhé, bài toán lũy thừa. X ở dưới ha, bây giờ x ở trên nè. X ở trên gọi là mũ nhé, x ở trên gọi là hàm số mũ, đây là hàm số lũy thừa nè, x ở trên gọi là mũ. Ví dụ 2 mũ x mà bằng 4 chẳng hạn, 2 mũ x bằng 4. Đây gọi là mũ nhé. Biến ở trên thì gọi là mũ, biến ở dưới thì gọi là lũy thừa ha. 2 mũ x bằng 4 thì suy ra x bằng bằng 2 ha. 2 mũ x mà bằng 9 thì suy ra x bằng 3. Xin lỗi, 2 mũ x bằng 8 thì suy ra x bằng bằng 3, 2 mũ 3 bằng 8. Thế thì câu hỏi đặt ra là 2 mũ x bằng bằng 5 thì x bằng mấy ha? Có một số x mà nó bị lẻ, đúng không? Nó bị lẻ, nó nằm ở giữa số 2 và số số 3, thì cái số lẻ đó người ta sẽ ký hiệu nó lại là logarit cơ số. Đây đang là cơ số 2 thì qua đây cũng là cơ số 2 của 5. Được không? Như vậy tóm lại logarit cơ số 2 của 5 là gì? Nó là một cái số mà nó phải thỏa mãn điều kiện là 2 mũ x bằng bằng 5. Được không? Rồi,
Tóm lại như sau. Logarit cơ số A của B là gì? Nó là một con số. Con số này có thể đẹp, có thể nguyên hoặc có thể không nguyên, có thể chẵn hoặc lẻ. Nó là một con số mà sao cho nó thỏa mãn điều kiện là A mũ alpha phải bằng B. Được không? A mũ alpha bằng B. Ok không? Đó. Logarit cơ số A của B bằng một con số khi và chỉ khi A mũ alpha bằng B. Ở bên đây là cơ số A thì qua đây cũng là cơ số A. Đó, hiểu về logarit chưa? Nó ra đời một cách khá tự nhiên ha. Logarit là một ký hiệu thôi nha. Ký hiệu. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đến ví dụ 1. Logarit cơ số 10 của 100 bằng bao nhiêu? Thì bạn cần phải giải quyết câu hỏi là 10 mũ mấy bằng 100? Thì nó trả lời là bằng 2. Vì 10 mũ 2 bằng 1, 100. Được không? 10 mũ 2 bằng 100. Logarit cơ số 10 của 1 phần 100 bằng trừ 2. Vì 10 mũ trừ 2 bằng 1 phần 10 mũ 2 bằng 1 phần 1, 100. Được không? Đúng không? Ngoài ra trong máy tính nó sẽ có nút logarit. Trong máy tính nó có nút logarit nè. Logarit nhé. Ví dụ cơ số 10 của 100 thì sẽ bằng 2. Ổn không? Ổn nghe. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đến chú ý. Câu số 1, không có logarit của số 0 và số âm vì A mũ alpha luôn dương với mọi alpha. Không có logarit của số 0 và số âm vì A mũ alpha luôn dương với mọi alpha. Nghe như thế này. Logarit cơ A của B bằng alpha thì tương đương với A mũ alpha bằng B. Của là B nè. Như là B không có thể bằng 0 được mà cũng không âm nha. Vì A mũ alpha thì luôn dương. Ổn không? Cơ số của logarit phải dương và khác 1. Như vậy từ hai chú ý này chúng ta sẽ có điều kiện nè. Chúng ta sẽ có điều kiện chốt lại nè. B này phải dương. Không không được, âm không được thì B phải dương. Còn A này phải lớn 0 và khác 1. Đó, điều kiện của logarit là B lớn hơn 0, A lớn hơn 0, khác 1. Nhớ nha, nhớ để làm điều kiện. Rồi. Theo định nghĩa logarit ta có. Đây là một số công thức thầy gọi là công thức bỏ bớt á. Được không? Công thức bỏ bớt. Logarit cơ số A của 1 bằng 0 vì lý do là A mũ 0 bằng 1. Được không? Logarit cơ số A của A thì bằng 1 vì lý do là A mũ 1 bằng A. Được không? Đây gọi là công thức bỏ bớt, làm gọn lại bớt. Rồi. Logarit cơ số A của A mũ B, hai cái A giống nhau thì còn là chữ B. Vì lý do là gì? A mũ B bằng A mũ B. Nó tương đương lên thôi. A mũ logarit cơ số A của B bằng B, bỏ bớt A giống nhau, còn lại B bằng B. Được không? Còn lại cái điều kiện thôi. Được chưa? Bỏ bớt. Rồi vì lý do là gì? Vì lý do là ABC là dễ rồi. 1, 2, 3 là dễ rồi, tới thứ 4 nè. Đặt alpha là bằng logarit cơ số A của B nhé. Thì khi đó A mũ alpha bằng B thì sẽ tương đương với alpha bằng logarit cơ số A của B. Điều này luôn đúng. Ổn không? Đặt logarit cơ số A của B bằng alpha thì khi đó A mũ alpha bằng B này tương đương alpha bằng logarit cơ số A của B. Này luôn đúng, được không? Từ định nghĩa mà ra thôi, mấy cái này từ định nghĩa mà ra thôi. Rồi, hai công thức 1 và 2 nói lên rằng phép lấy logarit và phép nâng lũy thừa là hai phép toán ngược của nhau. Được không? Logarit và nâng lũy thừa là hai phép toán ngược của nhau. Cụ thể với số A dương khác 1 ta có. Đây, người ta chứng minh cho bạn đây. Đây là cái phần chứng minh cho bạn thôi. Rồi, ta đến ví dụ số 2. Ví dụ số 2 có nội dung như sau. Logarit cơ số 3 của căn bậc 3 của 3. Căn bậc 3 của 3 là 3 mũ. Ở trong đây số 1 nhé, 1 phần 3. Được không? A mũ m phần n bằng căn bậc n
qua mũ m ha, căn bậc 3 qua mũ 1. Được chưa? Rồi. À, bỏ bớt ha, lục bỏ logic cos 3 của 3 thì còn là 1/3. Đây là công thức bỏ bớt. Được không? Rồi, logic cos 1/4 của xin lỗi 1/2 của 4 thì bằng là logic cos 1/2 của 1/2 mũ -2. Lý do tại sao nè? Mục tiêu của chúng ta là phải đưa về hai thằng này giống nhau. Mục tiêu là phải đưa về hai này giống nhau. Tiếp theo nè. 1/2 mà mũ -2 á thì muốn đem cái số 2 này lên á thành là 2 mũ, 2 mũ 2. 2 mũ 2 thì ra 4. Được không? Kịp không? Rồi như thế này. Đây từ bài lý thừa mà ra thôi nghe. Chúng ta có 4 thì bằng 2. 2 bình. 2 bình mà muốn đem xuống mẫu á là 1/2 mũ -2. 1/2 mũ -2 á là bằng 1/2 tất cả mũ -2. Đó. Được không? Xong ta dùng công thức bỏ bớt còn lại -2 thôi. Ổn chưa? Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu H1 à, tính. Mấy cái này tính tay nhé, còn mấy cái này mà lấy máy tính bấm thì không nói gì hết nha. Rồi, câu H1A. Logarit cơ số 2 của 1/2 bằng nhiêu? Logarit cơ 2 của 1/2 chính là 2 mũ. 2 mũ -1, được không? Dùng công thức bỏ bớt thì còn ra -1 thôi. Ổn chưa? Logarit cơ số 10. 1/3 của 10 bằng logarit cơ 10. 1/3 của 10 là 1/3 của 10 là 10 mũ. 10 mũ mấy? 1/3. Được không? Bằng logarit cơ số 10 của đưa số 10 lên á là thành là 10 mũ -1/3. Dùng công thức bỏ bớt là bằng -1/3. Được không? Rồi. Tiếp theo là 9 mẫu logarit cơ số 3 của 12 ha. Chúng ta cũng sử dụng công thức bỏ bớt. Đây, câu B. 9 mẫu logarit cơ 3 của 12. Tất nhiên sẽ đưa về cơ 3 rồi đúng không? 9 đó là 3 bình ha. 3 bình logarit cơ 3 của 12. Thì cho thằng bình này sau nhé, là 3 mũ logarit cơ 3 của 12 tất cả bình. A mũ m nhân n thì muốn bỏ thằng nào trước nào sau cũng được. Tại phép nhân có tính giao hóa mà. Dùng công thức bỏ bớt. 3 hết còn lại 10. 12 bình. 12 bình là 140. 44. Ok không? Rồi tiếp theo là câu B. 0,125 mẫu logarit cơ số 0,5 của 1 bằng 0,125 thầy sẽ ghi lại logarit cơ số 0,5 của 1 thì bằng 0, được không? Vì số mấy mũ 0 thì bằng 1. Logarit cơ số 0,5 của 1 thì bằng 0. Logarit cơ số a của 1 thì bằng 0. Số máy mũ 0 thì cũng bằng 1. Được chưa? Tiếp theo ta sẽ đến H2. Với giá trị nào của x? H2 đây. Với giá trị nào của x thì logarit cơ 3 của 1 trừ x bằng 2. Logarit cơ 3 của 1 trừ x bằng 2 thì sẽ tương đương với điều gì? 1 trừ x bằng 3 mũ. 3 mũ 2. Khỏi cần điều kiện nhé. Tại vì 1 trừ x bằng 3 mũ 2 thì nó luôn dương rồi, được không? Tương đương 1 trừ x bằng 9. Tương đương x sẽ bằng -8 ha, x bằng -8. Rồi tiếp theo ta sẽ đến phần 2 tính chất của logarit. Tính chất đầu tiên là so sánh hai logarit có cùng cơ số. Từ những lưu ý của mục 1 dễ dàng chứng minh được định lý số 1, cho số dương A khác 1 và các số dương BC
cơ số là phải dương khác 1, còn cũ gì đó thì BC phải dương. Khi A lớn hơn 1 thì logarit cơ số A của B lớn hơn logarit cơ số A của C cùng cơ số rồi, tương đương B lớn C. Có nghĩa là ở đây nó muốn nói đến cho các bạn là gì? Khi cơ số mà lớn hơn, lớn 1 thì dấu này giữ nguyên, được không? Khi A lớn 0, bé 1, khi cơ số lớn 0, bé 1 thì dấu của bắc phương trình sẽ đảo chiều. Như vậy, cơ số trong logarit và mẫu thì chúng ta sẽ quan tâm nó, so sánh nó với số 1. Nếu lớn 1 thì dấu bắc phương trình giữ nguyên, nếu lớn 0, bé 1 thì dấu bắc phương trình đảo chiều. Bây giờ ta sẽ chứng minh số 1. Rồi giờ ta sẽ chứng minh số 1. Đề cho là logarit cơ số. Đề cho gì đây? Logarit cơ số A của logarit cơ số A của B lớn hơn logarit cơ số A của C. Để mà dùng công thức bỏ bớt á, thầy sẽ lấy A mẫu. A mẫu logarit cơ A của B với lại là A mẫu logarit cơ A của C, được không? Mà vì A lớn 1 cho nên cái dấu này nó làm sao? Vì cơ số lớn 1 cho nên dấu này nó sẽ giữ nguyên, được không? Vì A lớn hơn lớn 1, ổn không? Tương đương bỏ bớt là còn B lớn hơn lớn C. Như vậy thầy vừa giúp bạn xong câu. Xong câu gì? Xong ý thứ nhất nha. Tiếp theo tôi sẽ đến chứng minh ý số 2. H3 yêu cầu ta chứng minh ý số 2. Ý số 2. Logarit cơ A của B lớn hơn logarit cơ A của C. Đây. Thầy sẽ tương đương nhé. A mẫu logarit cơ A của B so sánh với A mẫu logarit cơ A của C, và dấu này đảo chiều vì A lớn 0 khác vì gì? A lớn 0 bé hơn bé 1, dấu đảo chiều. Dùng công thức bỏ bớt, B sẽ bé hơn với C. Rồi. H3. Hãy chứng minh 2, yêu cầu là chứng minh 2. Từ định lý 1 ta có hệ quả. Rồi, hệ quả như sau. Cho số A dương khác 1 và các số dương BC. Khi A lớn 1 thì logarit cơ số A của B lớn hơn 0 tương đương B lớn 1. Rồi, lý do vì sao? Ta phải hiểu lý do vì sao nhé. Hệ quả là trường hợp đặc biệt. Hệ quả thường là trường hợp đặc biệt. Khi A lớn 1 thì logarit cơ A của B lớn 0 tương đương logarit cơ A của B sẽ lớn hơn. Phải đưa về cùng cơ số nhé. Logarit cơ A của mấy thì bằng 0? Câu trả lời là cơ A của 1. Vì cơ số A lớn 1 cho nên tương đương B lớn hơn lớn 1. Thằng này là vì A lớn hơn lớn 1. Hình dung được không? Tương tự thôi. Khi A lớn hơn 0, bé 1 thì cái dấu này sẽ đảo chiều. Logarit cơ A của B bằng logarit cơ A của C. Với các điều kiện rồi thì B bằng C. Rồi tiếp theo là ví dụ 3, hãy so sánh. Logarit cơ số 3 phần 5 của 2 phần 3 và logarit cơ số 3 phần 2 của 3 phần 5. So sánh hai thằng này. Rồi, người ta giải như sau. Vì 3 phần 5 bé 1, 2 phần 3 bé 1 nên logarit cơ số 3 phần 5 gì đó của... Hiểu chỗ này không? Rồi chỗ này nè. Bây giờ mình quan tâm cơ số nhé. Giờ cơ số lớn 1 hay bé 1? Cơ số. Rồi bây giờ thầy sẽ viết lại cho nó gọn gàng hơn một tí. Đây. Chúng ta có điều gì nè. Chúng ta có so sánh 2 phần 3 với số 1 nhé. 2 phần 3 thì lớn hơn 1 hay bé 1? Bé 1, đúng không? Bây giờ lấy logarit cơ số 3 phần 5 hai vế. Tương đương logarit cơ số 3 phần 5 hai vế
Được không? 3 phần 5 á, là lớn hơn 1 hay biến 1? 3 phần 5 là biến 1, cho nên dấu này sẽ đảo chiều. Được không? Tương đương logarit cơ số 3 phần 5 của 2 phần 3 sẽ lớn hơn logarit cơ số A của 1 thì bằng 0. Đấy, thằng này lớn không? Ổn không? Bây giờ mình sẽ chứng minh thằng kia biến hơn. Biến 0 nữa là ok. Rồi, tiếp tục. Chúng ta có điều gì đây? 3 phần 5 thì như thế nào với số 1? 3 phần 5 thì biến 1. Lấy logarit cơ số 3 phần 2 hai vế. Tương đương logarit cơ số 3 phần 2 của 3 phần 5 so sánh với logarit cơ số 3 phần 2 của logarit cơ số 3 phần 2 của 3 phần 5 so sánh với logarit 3 phần 2 của 1. Được không? 3 phần 2 lớn 1 cho nên dấu này giữ nguyên. Tương đương logarit cơ số 3 phần 2 của 3 phần 5 sẽ nhỏ hơn logarit cơ số A của 1 thì bằng 0. Như vậy thằng này lớn không, thằng này biến không, thằng này sẽ lớn hơn thằng này. Ổn không? Rồi tiếp theo ta sẽ đến các quy tắc tính logarit. Từ định nghĩa của logarit và tính chất của lý thừa, ta suy ra các quy tắc tính logarit như sau. Với A dương khác 1 và các số dương BC, ta có logarit cơ số A của B nhân C bằng logarit cơ số A của B cộng logarit cơ số A của C. Ta hay gọi công thức này là công thức tích tổng. Loga của một tích bằng tổng các loga. Logarit cơ số A của B chia C bằng logarit cơ số A của B trừ logarit cơ số A của C. Ta hay gọi công thức này là thương hiệu. Thương hiệu có nghĩa là loga của một thương thì bằng hiệu các loga. Tiếp theo là logarit cơ số A của B mũ alpha bằng alpha logarit cơ số A của B. Ta gọi công thức này là công thức bay, bay cái mũ. Tại vì cơ thể của logarit nó chỉ có là cơ số và củ gì đó thôi. Logarit cơ số A của B, còn cái mũ là bộ phận, cái mũ thôi. Bây giờ cái mũ ở trên nó thì bay ra ngoài đây. Rồi, nha. Logarit cơ số A của B mũ alpha thì bằng alpha logarit cơ số A của B. Được không? Mũ ở trên bay ra ngoài. Rồi, chú ý. Bằng quy nạp suy ra rằng với các số dương, đây là loga của một tích thì bằng tổng các loga. H4 khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Điều kiện của chúng ta là x thuộc gì? Am vô cùng đến trừ 1, logarit cơ số A của x bình trừ 1. Đây chính là hàng đẳng thức. Logarit cơ A của x bình trừ 1 thì bằng logarit cơ A của x trừ 1 nhân với x cộng 1. Đây là loga của một gì? Một tích thì bằng tổng các loga. Logarit cơ số A của x trừ 1 cộng với lại logarit cơ số A của x cộng 1. Được không? Thì có vẻ là nó đã đúng, nhưng mà bản chất là nó sai. Vì điều kiện nữa, chúng ta chưa soi điều kiện ha. Điều kiện ở đây là x phải sao? Lớn hơn. X phải sao lớn hơn 1, x trừ 1 lớn không, x lớn 1. Nhưng mà ở đây nó bảo rằng là x này phải sao biến ăn trừ 1, cho nên câu này là câu sai. Vì cái điều kiện chỗ này không thỏa. X âm thì thay vào đây nó âm mất tiêu. Được không? Không có loga cơ số A của số âm nhé. Rồi tiếp theo là nói như sau. Từ định lý 2 dễ dàng suy ra. Hiệu quả. Với A dương khác 1, cơ số dương khác 1 nhé. B là số dương. Ta có logarit cơ số A của 1 phần B thì bằng trừ logarit cơ số A của B. Hiểu này không? Cái này 1 phần B thì bằng B mẫu trừ, trừ 1. Bay cái trừ 1 ra trước. Được không? Logarit cơ số A căn bậc N của B. Căn bậc N của B là B mũ 1 phần N. Bay 1 phần N ra trước. Được không? Chúng ta đang bay mũ ra trước á. Rồi tiếp theo ta sẽ đến ví dụ số 4. Tính cái này. Logarit cơ số 7 của 16 chia cho logarit cơ số 7 của 15 trừ logarit cơ số 7 của 30. Hiệu 2 loga thì bằng loga của 1 một thương. Được không? Hiệu 2 loga thì bằng loga của 1 thương. 15 chia 30. 15 chia 30 là 1 phần 2. 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1. 2 mũ 4 thì bằng 10. 16 sau đó bay cái mũ ra 4 ra trước
trừ 1 ra trước, rút gọn hàng này đi, còn 4 phần trừ 1 là trừ, trừ 4, được không? Như vậy chúng ta nắm được kỹ thuật của logarit là chúng ta cứ đưa về cùng gì? Cùng cơ số là được. À, đưa về cùng cơ số là ok. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến... H5 nhé. Logarit cơ 5 của căn 3 trừ 1/2 logarit cơ số 5 của 12 cộng logarit cơ 5 của 5 50 bằng gì đây? Ở đây là cùng là cơ số 5 rồi. À, bây giờ chúng ta sử dụng kỹ thuật gì đây? À, ở đây là logarit cơ 5 của căn 3 ghi lại nhé. Trừ cho logarit cơ 5 của 1/2 thì bay vô trong nhé. Cái mũ thì có thể bay vô trong hoặc bay ra ngoài. 1/2 này bay vô đây. À, là 12 mũ 1/2. 12 mũ 1/2 là căn bậc 2 của 10. 12 cộng logarit cơ 5 của 5 50. À. Hiệu 2 loga thì bằng loga của 1. 1 gì? 1 thương. Được không? 1 thương. Căn 3 mà chia cho căn 12 thì còn 1 phần căn 4, 1 phần căn 4 là 1/2. Được không? Tổng 2 loga thì bằng loga của 1, 1 tích. À. Logarit cơ 5 của 50 mà nhân với 1/2 là 25. 5 mũ mấy bằng 25? Thì câu trả lời là 5 mũ. 5 mũ 2. Rồi tiếp theo mục 3 là đổi cơ số của logarit. Đổi cơ số. À, trong tính toán đôi khi ta cần biết mối liên hệ giữa những logarit với cơ số khác nhau. Được không? Có nhiều cơ số khác nhau. Sau đây là công thức đổi cơ số của logarit, định lý 3. Với AB là hai số dương khác 1, cơ số là phải dương khác 1. C dương ta có logarit cơ số B của C thì bằng logarit cơ số A của C chia logarit cơ số A của B. Công thức này thầy cũng thể gọi là công thức bỏ bớt ha. Logarit cơ số A của B C này chia A của B này, A giống nhau bỏ bớt thì còn lại là cơ số B của C. Được không? Hay logarit cơ A của B nhân logarit cơ B của C bằng có BB giống nhau, BB giống nhau nè, bằng logarit cơ A của C. Thầy cũng gọi nó là công thức bỏ bớt nhé, hoặc là đổi cơ số đều được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chứng minh. Giờ chứng minh như sau. Đây chứng minh đây. Người ta chứng minh cái ý phía sau trước. Người ta chứng minh là logarit cơ số A của gì? Của C trước. Nha, bây giờ mình sẽ chứng minh cái này nè. Bạn phải biết bạn đang chứng minh cái gì nghe. Người ta đang giúp bạn chứng minh là logarit cơ số A của B nhân với logarit cơ số B của C bằng logarit cơ số A của C, làm gọn bớt bỏ B đi, còn A của C thôi. Rồi bây giờ sẽ có thể chứng minh như thế này. Bây giờ lấy gì đây? Người ta đang biến đổi từ gì? Từ cái thằng đơn giản thành thằng phức tạp á nghe. Vế phải bằng nè. Logarit cơ số A của C bằng logarit cơ A của C. C thì bằng cái gì? C thì bằng logarit cơ. C thì bằng cái gì? C thì bằng cái gì? B mũ. À, làm giống im sách nha. B mũ logarit cơ B của C. Được không? B mũ logarit cơ B thì bỏ bớt còn là chữ C thôi. Được chưa? Sau đó có cái mũ này thì bay ra trước ha. Là logarit cơ B của C nhân với lại logarit cơ A của B. Và đây chính là vế trái ha. Bằng
logarit cơ A của B nhân logarit cơ B của C. Và đây chính là bằng với trái. Điều phải chân. Chứng minh. Được không? Rồi. Cái này suy ra thôi. Cái này suy ra thôi. Logarit cơ B của C thì bằng logarit cơ A của C chia logarit cơ A của B. À, có rất nhiều cách khác để chứng minh nhé. Có rất nhiều cách khác để chứng minh. Từ công thức đổi cơ số của logarit với C bằng A ta suy ra. Đây, đây là hai cái hiệu quả mà hay dùng hơn. Logarit cơ A của B bằng 1 phần logarit cơ B của A. Đổi cơ số nè, cơ A thành cơ B. Logarit cơ A của B nhân logarit cơ số B của A bằng 1. Bỏ bớt này. Đây đang xét trường hợp đặc biệt với C bằng A. Cũng trong công thức đổi cơ số với B bằng A mũ alpha ta có. Logarit cơ số A mũ alpha của C bằng 1 phần alpha logarit cơ số A của C. Thì gọi cái này là công thức bay luôn nhé. Đây cũng là công thức bay. Lát nữa thầy tóm lại cho bạn cho. Rồi. Cái thằng alpha này là đang là mũ đúng không? Mũ ở dưới thì bay ra ngoài nằm ở dưới. Được không? Mũ trên đó thì bay ra ngoài nằm trên, mũ dưới bay ra ngoài nằm dưới. Yeah. Ok, tiếp theo tôi sẽ đến ví dụ số 5. Rồi, ví dụ 5. Và đọc đây cũng được. Logarit cơ số 1 phần 4 của logarit cơ 3 của 4 nhân logarit cơ 2 của 3 bằng logarit cơ số 1 phần 4 ghi lại. Ở đây là 4 thì bằng cái gì? 2 bình, bay số 2 ra ngoài. Logarit cơ số 2, 3 của 2 nhân logarit cơ số 2 của 3 thì nó là giống nhau, nhân nhau bằng 1. Còn 2 thôi. 1 phần 4 chính là 2 mẫu trừ 2, bay trừ 2 ra ngoài nằm ở dưới mẫu. Bằng 1 phần trừ 2. Tìm x biết logarit cơ số 3 của x cộng logarit cơ số 9 của x bằng 3 phần 2. Đây gọi là giải phương trình logarit rồi đó. Điều ghi đề. Logarit cơ số 3 của x cộng với logarit cơ số 9 của x bằng 3 phần 2. Điều kiện của chúng ta là x phải sao? Dương. Được không? Logarit cơ 3 của x thì sẽ viết lại cộng logarit cơ 9, 9 là 3. 3 bình nha. 9 là 3 bình. Rồi tương đương logarit cơ 3 của x đang nằm ở dưới thì bay ra nằm ở dưới. 1 phần 2 logarit cơ 3 của x. Được không? Đặt nhân tử chung ha. Logarit cơ số 3 của x 1 cộng 1 phần 2 là 3 phần 2. Sau đó chia 2 vế cho 3 phần 2 là logarit cơ số 3 của x bằng 1. Thì tương đương x bằng 3 mũ 1 là 3 nhận. Nhận xét nhờ công thức đổi cơ số của logarit, khi biết logarit cơ số A, ta có thể tính logarit cơ số bất kỳ. Chẳng hạn, ta có thể tính được logarit cơ số 2, cơ số 3, chấm chấm theo logarit cơ số 10. Rồi, tiếp theo ta sẽ đến phần ứng dụng. Là mục số 4. Mục số 4 nói rằng là về logarit thập phân và ứng dụng. Thập phân là cơ số 10 nhé. Trong thực hành, ta hay dùng hệ đếm thập phân, hệ đếm cơ số 10. Hệ đếm ta hay dùng là cơ số 10 là có 10 số cơ bản đó, là 0 đến 9 đó. Chính vì vậy, logarit thập phân, logarit cơ số 10 chiếm một vị trí quan trọng trong tính toán. Năm 1617, rất lâu rồi đúng không? Mấy nghìn năm trước. Người ta đã xây dựng được bảng logarit thập phân để tìm giá trị gần đúng logarit thập phân của một số dương thực dương bất kỳ. Xem bài em có biết về lịch sử phát minh logarit và bảng logarit trang 91. Ngày nay thay vì dùng bảng, người ta thường dùng máy tính bà túi ha. Dùng bảng chi mệt, hồi trang mất công ha. Chúng ta sẽ dùng máy tính bà túi cho nhanh. Được không? Tùy vào thời mà chúng ta thích nghi. Rồi, định nghĩa 2.
logarit cơ số 10 của một số dương x được gọi là logarit thập phân của x, ký hiệu là logx hoặc là lgx nha. Logx hoặc lgx đều được. Thấy không? Logarit thập phân. Có nghĩa là logarit cơ số 10 thì có thể không ghi cơ số hoặc ghi đều được. Logarit thập phân có đầy đủ các tính chất của logarit với cơ số lớn 1, đầy đủ luôn. Trước khi có máy tính để tính các lũy thừa với số mẫu phức tạp, người ta thường dùng phương pháp logarit hóa với logarit cơ số 10 và các tính toán được thực hiện nhờ bảng số. Được không? Nhờ bảng tính logarit. Ví dụ, để tính 2,1 mũ 3,2, người ta làm như sau. Tính logarit cơ số 2,1 của 3 mũ 2. Logarit cơ số 2,1 của 3 mũ 2 bằng bay 3 mũ 2 ra trước. Logarit thập phân á của 2,1. Dùng cái bảng số sẽ đây ra một cái số nhân với 3,2 thì sắp xỉ 1,010311. Từ đó suy ra 2,1 mũ 3,2 thì bằng 10 mũ. 10 mũ thằng logarit này thì nó mất hết. Nó còn lại là thằng này thôi. Là 10 mũ 1,0311 thì ra số này. Người ta còn dùng phương pháp logarit hóa và các tính chất của logarit để giải quyết một số bài toán liên quan đến lũy thừa. Rồi ví dụ số 7, bài toán liên quan lũy thừa là bài toán là số kép nè. Bài toán này khá thông dụng trong ngành ngân hàng nha. Đây là bài toán khá dễ ha. Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thực là kép kỳ hạn là 1 năm tính lãi 1 lần với lãi suất là 7,56% 1 năm. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu, giả sử lãi suất không thay đổi. Gửi 6 triệu mà hỏi thử bao nhiêu năm thì sẽ có được số tiền là gấp đôi, 12 triệu, được không? Gửi 6 tỷ thì bao nhiêu năm sẽ có được 12 tỷ. Đó, nâng lên. Giả sử theo công thức lãi suất kép C bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. C bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. A là 6 này, 1 cộng R là 7,56% nhé, là lấy thằng này chia cho 100, phần trăm là chia 100. Mũ N bằng 12. Giờ giải thằng này. 12 bằng ghi lại thằng đó. 12 bằng 6 nhân 1 cộng 0,0756 mũ N. Đây, ở đây người ta có giải cho bạn. Nhưng mà thầy giải kiểu khác nha. Giải kiểu khác đi. Giải kiểu này không được hấp dẫn lắm. Đó là lợi dụng cơ số 10. Mà tại vì người ta đang muốn nói là lợi dụng cơ số 10 để sau đó dùng cái gì? Dùng bảng số, được không? Dùng bảng logarit, nhưng mà không hấp dẫn lắm. Lấy 12 chia 6 là còn. Còn 2 bằng 1,0756 mũ N. Thế tương đương với lại N sẽ bằng logarit cơ số 1,07556 của 2. Bấm mấy thằng này ra là xong. Đó, sắp xỉ 9,51. Được không? Sắp xỉ 9,51. Được không? Như vậy là tới 9,51 năm. Nhưng mà năm thì phải chẵn. Như vậy sau 10 năm thì người đó sẽ có ít nhất là 12 triệu đồng. Được không? 9 năm thì chưa đủ 12 triệu luôn nhé. Mà phải là 10 năm. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến việc tìm số trị số. Rõ ràng khi x bằng 10 mũ n thì logarit cơ số 10 của x bằng n. Đúng không? Đúng rồi. Còn với x lớn hơn bằng 1 tùy ý với x trong hệ thập phân thì số các chữ số đứng trước dấu phẩy của x là n cộng 1. Trong đó n là phần nguyên của logarit cơ số 10 của x, n bằng phần nguyên logarit cơ số 10 của x. Thật vậy. Vì 10 mũ n là số tự nhiên bé nhất có n cộng 1 chữ số, nên số các chữ số
đứng trước dấu phẩy của x bằng. Đây, đọc này rồi á. Điều đó chứng tỏ n bằng phần nguyên logic số 10 của x. Rồi đại loại là cái khúc này nó đang muốn giải thích cho chúng ta là số trừ số của x á nha, số trừ số của x. Rồi sẽ làm như thế này cho bạn dễ hình tượng hơn một chút nha. Rồi chúng ta sẽ có gì ta? Chúng ta sẽ có là ví dụ như là số này 102 thì có mấy chữ số? Có 3 chữ số. Được không? Ví dụ số 10 mũ 5 thì có mấy chữ số? Câu trả lời là 5 chữ số. Đúng không? Được không? 10 mũ 5 là có 5 số. 10 mũ 5 là sẽ có mấy chữ số? 5 chữ số đúng không? Là sẽ có phải 5 không ta? Giờ viết ra thử nhé. 10 mũ 5 là mấy số 0? 5 số 0. 1, 2, 3, 4, 5. Với số 1 nữa là 6. Được không? Như vậy 10 mũ N, số trừ số sẽ là N cộng, cộng 1. Hiểu không? 10 mũ N có N cộng 1 chữ, chữ số. Đúng chưa? Đúng không? Ví dụ câu hỏi đặt ra là khi một số cực lớn thì sao? Ví dụ 2 mũ 100 thì có bao nhiêu chữ số? Được không? 2 mũ 100 thì có bao nhiêu chữ số? Như vậy nhu cầu của thầy là còn phải đưa về gì? Đưa về gì? Đưa về 10 ha. 2 mũ 100 thì bằng như vậy bài toán đặt ra là x thì sẽ có bao nhiêu chữ số? X là một số bất kỳ. Bao nhiêu chữ số? Để đưa về 10 mũ mấy á thì ta sẽ viết là 10 mũ gì? 10 mũ log thập phân, log thập phân. Log thập phân với 10 là hết của x. Đó. 10 mũ log thập phân của x, được không? Và khi đó số trừ số thì chúng ta sẽ lấy thằng này. Nhưng mà đôi lúc thằng này nó là sao? Không nguyên. Được không? Đôi lúc thằng này nó là không nguyên. Cho nên chúng ta sẽ lấy là gì? Số trừ số của x là chúng ta sẽ lấy phần nguyên nha, lấy phần nguyên thôi. Logarit cơ 10 của x cộng với cộng 1. Được không? Lấy n cộng với 1. Vì thằng này có lúc không nguyên cho nên mình chỉ lấy phần nguyên thôi. Ổn không? Rồi bây giờ áp dụng nhé, áp dụng. Rồi câu phần này giải thích thì nó giải thích khá kỹ ha, nhưng mà đọc nó hơi khó hiểu chút. Ví dụ 8. Để tìm số các chữ số của hai mẫu 2018, người ta sẽ làm như sau. Là thầy sẽ lấy cái gì? Phần nguyên của logarit cơ số 10 của hai mẫu 2018 và cộng với 1 bằng cái này bấm máy tính không được đâu, tại vì hai mẫu 2018 là một số cực lớn ha. Cho nên chúng ta sẽ có một ứng dụng quan trọng của logarit nữa là gì? Bay 2018 ra trước. Logarit cơ số 10 của 2. Được không? Cộng với 1. Bây giờ bấm máy tính hoàn toàn nha. Đây, nó là ra lấy phần nguyên thôi. Phần nguyên là lấy 604 thôi, là lấy chỗ nguyên chỗ này thôi. Được không? Lấy phần nguyên chỗ này thôi là 605. Rồi bây giờ khi viết thằng này trong hệ thập phân thì sẽ có bao nhiêu chữ số? Chúng ta sẽ lấy là phần nguyên logarit thập phân của 2 mũ 1 1000 và cộng với 1 bằng phần nguyên bỏ 1000 ra trước. Bỏ 1000 ra trước nha. Cộng với 1 ha. Bấm máy tính thôi. 1000 nhân. Đây, được không? Đấy, nó là 300 lẻ
lý 1 hợp 301 lấy phần nguyên là 301 cộng với 1 nữa là 302. Số chữ số. Được không? Như vậy có 302 số chữ số. Đúng không? Được chưa? Như vậy bài giảng ngày hôm nay, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thầy sẽ cho bạn ghi lại công thức nha, như lúc đầu thầy nói. Rồi chúng ta sẽ chốt nhanh công thức nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có là định nghĩa. Định nghĩa là logarit cơ số a của b bằng alpha tương đương a mũ alpha bằng b, với điều kiện gì đó. Tiếp theo là đặc biệt nè. Đặc biệt là có là logarit. Logarit gì? Thập phân. Logarit thập phân là logarit cơ số 10 của b thì bằng log của b. Được không? Rồi tiếp theo là số 1 là về công thức gì? Bỏ bớt á. Có 6 công thức. Logarit cơ số a của a thì bằng 1. Logarit cơ a của 1 thì bằng 0. Được không? Logarit cơ a của a mũ b thì bằng b. Logarit cơ số a mũ logarit cơ a của b thì bằng b. Được không? Logarit cơ a của b nhân với logarit cơ số b của c thì bằng logarit cơ a của c. Bỏ bớt. Logarit cơ a của b chia logarit cơ a của c thì bằng logarit cơ c của b. Đang là bỏ bớt nha. Tiếp theo 1,2 là về công thức. Bay mũ đây. Nghe, bay mũ thì có 2 công thức. Logarit cơ số a của b mũ alpha, bay alpha ra trước. Logarit cơ a mũ alpha của b, bay alpha ra trước nằm dưới mẫu. Được không? Số 3 là về công thức gì? Tích tổng. Công thức tích tổng là loga của một tích thì bằng tổng các loga. Được không? Tiếp theo là về công thức gì? Thương hiệu. Logarit cơ a của b chia c bằng logarit cơ số a của trừ logarit cơ a của c. Rồi và số 5 là công thức gì? Đổi cơ số. Đổi cơ số thì chúng ta sẽ có hai công thức quan trọng là logarit cơ a của b thì bằng 1 phần logarit cơ b của a. A mũ logarit cơ b của c thì đổi hai này lại với nhau là c mũ logarit cơ b của a. Được không? Và bài giảng ngày hôm nay đến đây là để kết thúc. Được không? Có tất cả là 15 cái. Bên đây là 13 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Đúng rồi đó. 13, 14 với lại cơ số E nữa nha. Và xong học cơ số E nữa là thầy sẽ cho 15 cái. Được chưa? Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở câu hỏi và phần bài tập nằm ở trang 89. Bắt đầu ở bài 23. Xin chào tất cả các bạn.